Hello mọi người, chào mọi người nha. Hello anh em Quang Diễn nha. Nay bên mình giới thiệu cho mọi người cái dòng bơm của Đức, bơm hoàn thiện nha. Chuyên thả cho giếng sâu, cản bơm lưu lường có và bơm áp đề cao cũng có. Áp nó có hai loại, một là cánh áp và một là cánh lưu lường. Ở đây mọi người hiểu cái cánh lưu lường á, tức là một giờ nó sẽ lấy nước tối đa luôn. Cái mà áp á, tức là nó chuyên để mà đẩy xa và đẩy cao và thả sâu. Ví dụ mọi người, cái giếng của mọi người khoan khoảng chừng 200m đi, mình ví dụ thôi nha, mực nước tỉnh nó nằm ở khoảng chừng 80m thì mọi người ít nhất phải thả sâu khoảng chừng 100 tới 101, 102m, đó là cái giếng cấp nước đủ. Còn mà về giếng đá thì nó phải thả sâu hơn, mình đang hình dung ví dụ thôi nha. Nhưng mà nếu mọi người mà chọn một cái cánh, nó có hai loại cánh áp và cánh lưu lường đúng không, nếu mọi người mà lấy cái cánh lưu lường mà thả xuống cái độ sâu đó thì nó sẽ bơm rất là yếu, rất là chậm và có thể là sẽ không lên được luôn. Tại vì cái dòng lưu lường nó chỉ được thả càn thôi, nó có cái độ sâu tối đa chứ không thể nào muốn thả sâu được ha. Còn cái dòng lưu, cái dòng áp á, nó khác lưu lường, tức là cái dòng áp nó sẽ đẩy sâu và đẩy cao, thả sâu và đẩy rất là cao đó. Nhưng mà bù lại thì cái lượng nước ra nó bị hạn chế, tức là nó sẽ bị ít đi rất là nhiều. Đó là giữa cánh áp và cánh lưu lường. Cho nên khi anh em thợ hay là mọi người nào mà có nhu cầu mua bơm á, thì cứ bình cứ comment để hoặc là hỏi, mình sẽ nói cho ha, mình sẽ tư vấn cho. Nó phụ thuộc vào từng cái giếng, từng cái độ sâu mực nước tỉnh nữa ha. Làm gì vậy? Rồi rùng gãy mấy tiêu rồi, hư cốc đấy, hư lốc đấy. Đây thì ở đây mình đang có 3 con, 3 bộ máy. Bộ này là 380 này, bộ này này. Bộ là một bộ máy, mình gọi một bộ máy tức là một thân máy và một buồng quạt luôn, là gần một bộ và một cái tủ điều khiển, tức là một bộ máy. Ở đây là cũng một bộ máy và một cái tủ điều khiển. Đây, hộp điều khiển của nó. Và bên này cũng vậy, nhưng nó sẽ công suất khác nhau. Con này 2 ngựa xài điện 220. Con này 3 ngựa xài điện 220. Con này 3 ngựa xài điện 380. Ở đây mình bán theo bộ, bán lẻ cũng được, mọi người mua cánh quạt cũng được, mà mua máy không cũng được. Nhưng mà với một điều kiện nha, giữa cái máy và cái buồng quạt nó phải cùng một hãng, cùng một cái công suất nha mọi người, thì ok, như vậy sẽ có. Tại vì mua không bắt buộc mọi người phải lấy bộ, không bắt buộc mọi người phải lấy đúng một bộ mới bán nha. Ví dụ mọi người có một con bơm, một con máy nữa rồi, nhưng mà buồng quạt nó hư, hoặc là muốn mua thêm một buồng quạt để sắc cua, thì ok, mình sẽ bán theo được, bán theo như bộ ha, như vậy ha. Và cái tủ điện này mọi người muốn lấy cũng được ha, không lấy cũng phải lấy thôi. Tại vì cái này nó kèm theo cái bộ, mọi người mà không lấy á thì vứt lại cho mình sẽ lấy. Hiểu không? Chứ tại vì nó đi theo một bộ một thân máy, nó phải có một cái hộp điều kiện như vậy. Cái này thì cũng tắt ra một bên, cái này mình tí mình nói sau. Đây là bây giờ mình sẽ nói về cái lưu lượng thả sâu của từng con máy nha. Đầu tiên là con này là sẽ là con này này là điện 220 2HP nhiều người gọi 2HP 2 ngựa đó, thì nó tùy vào mọi người gọi nha. Mình thì mình cứ gọi là 2HP đi cho mọi người dễ hiểu. Ở đây cái thông số của nó, nếu mà thả maximum của nó luôn á, nếu mà nó đẩy cao maximum luôn á là 133m, còn mà tối đa của nó là 1 phút á, là được 177 lít trên 1 phút nha. Tức là mọi người sẽ thả càn nha. Còn vào cái độ sâu của người nhà sản xuất đưa ra thì nó như vậy này. Nếu mà người thả ở sâu 115m á, thì 1 giờ 1 phút á, nó sẽ bơm được 40 lít. 1 phút 40 lít thì nó phải tương đương với khoảng chừng 2,2 khối cho tới 2,5 khối 1 giờ. Còn ở độ sâu 98m thì 1 phút nó sẽ được 60 lít. Và nó tương đương là 3,5 khối tới 3,8 khối nha. 3 khối rưỡi đó, cho là bình quân là 3 khối rưỡi đi. Còn ở độ sâu là 73m á, thì 1 phút á, nó sẽ được 80 lít 1 phút. Thành ra nó là 4 khối rưỡi tới 5 khối nha. Còn nếu mà thả càn hơn nữa thì nó sẽ lưu lường, nó sẽ đẩy nước ra nhiều hơn. Ví dụ nhưng mà với một điều kiện là cái giếng của mọi người phải cấp nước đủ thì mọi người mới thả càn được nha. Chứ nước tỉnh mà sâu quá, hút phát nó hụt nước tỉnh mà là nước không đủ cấp là không thể nào thả được đâu. Đó là buồng quạt. Đây là con máy thì nó không có cái gì cả, dây đồng 100%. Tất cả các dòng này bên mình đều bảo hành 2 năm nha.
chưa có dòng bơm hòa tiện nào mà được bảo hành 2 năm như bên mình đâu. Cốt bằng inox hết, dễ lắp đặt, có sách hướng dẫn, dây điện đồ đầy đủ. Thông đây, những cái hà nó có đều có chỉ mũi nối. Ở đây nó có cái thông số hết, nó có cái số để mọi người nối vào cái hộp điện này. Trong hộp điện này nó cũng có cái số trong này, thì cứ vậy mà nối theo thôi ha. Một cái bộ máy như vậy khi mà mua thì mọi người sẽ được, nó sẽ kèm theo một cái bộ bộ này, keo nước. Keo này gọi là keo nước nha. Hàng này thì bao xài, hàng nhập của nước ngoài đấy, nó kèm theo máy luôn. Có nhiều người á, thả bơm hòa tiện á, sẽ quấn băng keo điền này, quấn thật nhiều vào này, cái đó là không an toàn này, không nên này. Cái thứ hai nữa là mọi người sẽ quấn băng keo điền xong mọi người luồn vào một cái ống, sau đó đổ keo AB vào. Nhưng cái đó mọi người phải làm, phải trước một ngày để cho keo AB nó khô thì mới thả xuống được. Thì cái đó rất là tốn, rất là nhiều thời gian. Còn băng keo nước này thì mình bao luôn, viền viễn, quấn vào, chặt vào là ok nha. Con nước này nó sẽ giãn và nó chịu nước rất là tốt luôn. Khi mà giãn vào thì nó chịu nước rất là ok. Tiếp theo thì con này là, con này sẽ là 3 ngựa, 3 HP. 3 HP sử dụng điện 220 nha. Thì nếu mà con này thì nó đẩy là, con này sâu tối đa nó là 155m. Nhưng mà con này á, tối đa sâu á, thì có 115m thôi. Đây là cái con 3 người nha. Con này á, ở đây nó khác nhau này. Thứ nhất là cái chiều cao. Về cái chiều cao thì con bên này nó cao tới gần 20 phân đi, cho là 20 phân đi, giữa hai cái buồng quạt thôi nha. Con máy thì mình không nói. Tại vì cái buồng này nè, của con 2 ngựa này, thì nó đẩy cao tối đa là 133m thôi, là cao tối đa. Nhưng con này thì nó lại được đẩy cao á, maximum luôn nó là được 178m, 78m, tức là 178m là cao nha. Còn mà khối lượng nước á, thì cũng cứ 117 phút trên 1 lít là tối đa. Đó, đó là mọi người thả càng thôi nha. Còn thả càng sâu á thì cái thông số này mình nói rồi đó, nó phụ thuộc vào cái độ sâu. Càng sâu thì cái nước nó sẽ càng hạn chế đi ha. Ở đây á, bên này mọi người, con này là con 3 HP nha, sẽ điện 220 này. Nếu mà thả ở độ sâu là 155m á, 155m á, thì cứ 1 giờ nó được 2,5 khối. Và 133m á thì 1 giờ nó được 3,5 khối. Còn 99m á thì 1 giờ nó được 4,5 khối. Đó là cái dòng này là chuyên để thả rất là sâu luôn. Vì con này thả được có 115m thôi thì nó 1 giờ nó là được 2,5 khối đi. Nhưng mà cái con này thả sâu 155m thì nó 1 giờ được 2,5 khối. Nhưng mà cái độ sâu của nó, con này thả rất là tối đa, bơm rất là ok. Mọi người hình dung không? Đó. Cho nên khi mà chọn bơm á, thì tốt nhất là nếu về giếng mình, giếng sâu á, không có cái nước cấp á, thì bắt buộc mọi người phải thả sâu. Thả sâu thì phải chọn những cái dòng bơm cột áp nha. Đừng có chọn lưu lượng nó sẽ đẩy không nổi đâu. Ở đây thì nó sẽ là cái tụ điền 3 ngựa. Giữa 2 ngựa và 3 ngựa nó khác nhau một cái biết sao. Nó riêng về 3 ngựa là nó không cho mọi người xài phích cắm nữa đâu. Đây 2 ngựa thì cái tải phích cắm nó còn chịu được. Nhưng mà tốt nhất là mình cứ cắt để mà đấu ra CB đi ha, chứ không xài phích cắm. Tại vì cái phích cắm này nè của nhà sản xuất á, thì nó rất là tốt rồi, đúng không? Nhưng mà cái ổ cắm của nhà mình cắm á, thì nó sẽ không chịu tải nổi. Cho nên mọi người cứ cắt ra và đấu vào CB cho nó tốt nhất. Nó cũng giống vậy. Thì bên này mình sẽ đấu với CB thôi. Xanh nâu ha, còn dây vàng xanh này là dây tan. Đó. 3 HP. Nó là như vậy thôi. Còn đây là cái tụ này nó luôn kèm theo máy nha. Thông thường mình đi thả bơm thì bắt buộc là phải xài những cái tụ này. Còn những cái tụ rời mà người mà muốn tụ rời mà có chống cháy bơm mà có rơ le nhiệt này thì ok, cái đó phải làm riêng. Làm riêng như là cái tụ này này. Đấy, như là cái tụ của mình đây. Tụ này là tụ rời, tụ riêng, chứ không phải là tụ nhà sản xuất nha. Nhà sản xuất 3 ngựa, con bơm 3 HP 3 ngựa này này là người ta không có tụ kèm theo. Đúng không? Không có tụ điện kèm theo mà bắt buộc mọi người phải đặt ở ngoài, phải mua thêm cái tụ điện này. Nhà sản xuất không có sản xuất nha. Đó. Nó chỉ kèm theo những cái tụ này thôi. Nhưng mà những cái tụ điện này á thì nó chỉ là có công tắc tắt mở thôi. Tắt mở máy bằng tay thôi. Đó, chứ còn nếu mà muốn có mà chế độ tay và chế độ tự động
và ra nhiệt á, thì bắt buộc mọi người phải đặt một cái tủ riêng. Tủ riêng đó mọi người muốn đặt thì bên mình sẽ làm, còn không thì cứ vậy mà xài thôi cũng được. Đúng rồi. Rồi để tiếp theo là con bơm 3 ngừa 3 pha, dòng này là dòng lưu lượng nha. Dòng lưu lượng là sao? Tức là đây, hồng của nó là 60, maximum 60. Cái này thì 42, cái này thì 42. 42 là tại vì cái dòng này là dòng cột áp á, cho nên nó cột ống ra nhỏ thôi. Ở chỗ này nó sẽ có cái van một chiều rồi. Chỗ này nó có van một chiều này. Van một chiều này. Tất cả đều có. Và tiếp theo là con bơm 3 ngừa 3 pha. Ở đây 3 ngừa 3 pha này là dòng lưu lượng nha. Dòng lưu lượng này thì mọi người khỏi nói. Ở độ sâu là nó đẩy cao maximum là 118m. 118m thôi. Con này, con mà 2 ngừa này này đẩy maximum là 133m. Con này là 178m. Nhưng mà con này maximum là 118m thôi. Tại vì nó không phải là dòng áp mà dòng lưu lượng nha. Cho nên mọi người thả sâu quá nó sẽ bị máy á, nó sẽ dở. Tại vì khi mua một con bơm á, mọi người phải tính ra cái công suất. Ví dụ nhà mình là nhà, ví dụ cái giếng mình 100m đi, mình thả con bơm khoảng chừng 60m, thì mình phải tính làm sao cho con bơm nó phải dư ra một xíu. Con bơm nó phải chịu tải lên khoảng chừng thả sâu 7-80m gì đó, cho nó dư tải con bơm thì nó sẽ bền bơm hơn và cái độ bền nó cao hơn, nó đầy khỏe hơn. Thay vì mình ép con máy nó chạy, đúng không? Biết là cái thông số này của nhà sản xuất nó đưa ra, nhưng mà theo mình nghĩ thì mọi người cứ dư cho nó dư tải đi thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Ở đây thì độ sâu mà 98m á, thì 1 phút nó được 60 lít á, là 1 giờ nó được 5,5 khối cho tới 5,5 khối cho tới 5,8 khối nha. Đó. Còn độ sâu là 80m này. Sâu 80m này thì 1 phút được 120 lít. Nó tương đương với là 9,5 khối 1 giờ. Còn độ sâu là 35m á thì 1 phút nó được 180 lít thì nó tương đương là 10 khối rưỡi 1 giờ. Đó, ok không? Xài điện 380 nha. Điện 380 thì nó 3 pha đó. À, cái tủ điện này thì bên mình có giới thiệu rồi. Có mở khui ra coi, mở coi rồi, giờ là biến khui lắm. Ở trong này nó có chế độ bằng tay, chế độ off. Auto tự động, có rơ le nhiệt, có khởi động từ, có CB chống giật. Nói chung là đầy đủ tính năng con bơm 3 pha. Rồi. Nó thì đơn giản vậy thôi. Nó dòng áp là dòng lưu lượng, này, dòng cột áp và cột áp này. 2 ngừa, 3 ngừa và 3 ngừa 3 pha. Thông thường thì bên mình đi lắp bơm á thì mình sẽ chọn cái cáp này. Cáp này đang mình đang xài là cáp 6 ly này. Cáp inox. Inox 304 nha, cáp chuẩn để mà thả bơm hòa tiện nha. Ngoài thị trường nó có cái loại cáp nhưng mà cáp thép á, hoặc là cáp có cái vỏ bọc nhựa ngoài á, thì không nên xài nha. Còn dây điện thì mình xài dây này. Dây là dây bao chuẩn luôn. Dây là phải dây như vậy nha, dây chống nước đàng hoàng. Dây này dây của Korea nha. Đây, Korea 3x4.0. Này là 3x4 nha. Ok. Dây 4 chấm. Thì trong này nó có 3 sợi. Nè. Ở dây này, dây hiện tại của đấy là 100m. Mình đang chuẩn bị đi thả con này. Độ sâu 100m dây cáp này. Đang chuẩn bị sẵn. Và mình thả đây mình giới thiệu cho mọi người luôn. Thì đó, bơm áp thì như vậy thôi. Còn mọi người mua hay cần thì cứ liên hệ. Bên mình sẽ tư vấn kỹ hơn ha. Dòng này thì luôn luôn bảo hành được 2 năm nha. Hoặc là 24 tháng. Bao xài. Chạy máy móc thì mọi người khỏi lo, hàng của Đức thì yên tâm. Riêng về cái dòng 3 pha thì đấy là tủ điện này, thì cái tủ này là của Việt Nam mình làm nha, chứ bên nhà sản xuất nó không có cái tủ này ra. Và khi mà nhập về á thì nó cũng không có điện 3 pha, không có tủ đâu, bắt buộc là mình phải xài cái tủ riêng. Còn tủ này, tủ kèm theo thì mình cũng nói rồi, nếu mà yêu cầu mọi người muốn có chế độ tay tự động phao hoặc là chống cháy bơm có rơ le nhiệt thì bên mình sẽ đặt và làm cho mình một cái khác thôi. Okay. Thì bơm hòa tiện thì trên thị trường nó có rất là nhiều rồi. Mình khẳng định luôn, mọi người còn chưa hình dung ra đâu được là hàng Việt Nam, đâu là hàng của Trung Quốc, đâu là hàng nhập. Mình nói nha, nếu mà hàng Việt Nam á thì nó xài cái đồ bền về khoan giếng. Mọi người đi khoan giếng mà mấy ông khoan giếng mà hay bao tròn bơm luôn á, là cái bơm khoảng chừng chiều 8-2 chiều đó, thì mình nói thật đó là hàng Việt Nam quấn lại, phe về để quấn lại. Còn nếu mà mua đúng một cái hàng của Trung Quốc, hàng Trung Quốc nó hàng chuẩn đó nha, hàng của công ty luôn á, thì mọi người cũng xài rất là ok rồi.
Nhưng mà còn mua đúng cái hàng nhập như bên mình luôn á thì mà bao mọi người xài à. Nói chung là tiền nào của đó. Hàng của Đức á, thì giá cả nó phải khác à, giá nó phải cao à, cái mức về bảo hành à. Không tin thì mọi người cứ hỏi đi, hỏi mấy ông quan chiến hoặc mấy ông thờ, mấy cái cửa hàng bán bơm hoa tiền á, có dám bảo hành 2 năm không? Không bao giờ có hết nha. Đó vấn đề đầu tiên. Cho nên mình mọi người cứ an tâm về cái dòng này đi. Xài thì bao xài. Nói chung là lỗi là bên mình sẽ bảo hành cho, không lo vấn đề gì cả nha. Cứ yên tâm. Thịnh Phát làm việc thì mọi người cứ yên tâm. Và khi thả bơm á, mình khuyên mọi người á, mình biết á, là ở ngoài thị trường á, cái dây điện nó sẽ rẻ hơn bên mình bán rất là nhiều. Đúng không? Rất là nhiều luôn. Dây điện và dây cáp cũng vậy. Nhưng mà cáp phải đúng cáp chuẩn inox nha, 304 nha. Cáp này là cáp chuyên để xài cho hòa tiện, chuyên để xài cho giếng khoan. Chịu lực rất là tốt, rất là khỏe, nó không bị reset. 100% luôn, không bị reset và không bị cái đồ giãn không có. Mọi người mà mua những cái cáp mà cáp thường, cáp thép á, sau một thời gian nó sẽ bị rỉ. À, khi một thời gian nó sẽ bị rỉ, kéo lên nó sẽ bị tua mấy sợi đây rất là nguy hiểm, đâm vào tay hoặc nó sẽ kéo lên nó dễ bị đứt. Đó. Còn cáp này thì yên tâm, mọi người thả sao bây giờ mua về nó đục như vậy đúng không? Thì xài 2-3 năm sau nó cũng vẫn như vậy luôn, không có gì thay đổi cả. Dây điện thì dây điện phải chống nước bao chuẩn nha. Đồ an toàn chống nước rất là khỏe luôn, nó không bị ngậm thấu hay gì, nói chung là để vào nước thì xài thoải mái. Dây của Korea nha, xài bao xài. Rồi ok, vậy xong rồi nhá. Cần gì liên hệ thì mọi người cứ alo bên mình sẽ tư vấn kỹ hơn và tùy vào nhu cầu. Cái này thì bên mình sẽ ship hàng, gửi hàng toàn quốc luôn. Nhưng với một điều kiện là mọi người phải cọc tiền hoặc là phải trả tiền trước. Ha. Tại vì ở đây thì cửa hàng của mình á, thì mọi người biết rồi đó, bán hàng thì gửi hàng toàn quốc, uy tín thoải mái. Nhưng mà cọc tiền là biết sao, tại vì những cái con máy nó rất là nặng. Mọi người mua một con máy như vậy mình gửi ship đi ship về, mọi người không lấy hàng lấy cái tiền ship mình chịu rất là cao, hiểu không? Cho nên bắt buộc mọi người muốn lấy là phải cọc. Đó. Hàng về bao nhiêu là mình gửi đi bấy nhiêu, hàng về bao nhiêu là gửi đi bấy nhiêu. Ok.